Vivi. Vâng, xin kính chào các anh chị em, các quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Hoàng trên kênh ô tô Vlog của chị em nhé. Vâng, hôm nay em xin được phép lên sóng một chiếc xe cực kỳ đẹp chị em ạ. Xe này mà không được lên sóng thì gọi là có tội với xe anh chị em nhé. Đây là một chiếc Toyota Fortuner đời 2016, máy xăng anh chị em ạ. Tại sao nó phải lên sóng ngay lập tức? Bởi vì xe này đang cực kỳ hot anh chị em nhé. Máy xăng thì nó hơi tối một chút, nhưng mà xe này rất là đẹp anh chị em ạ. Đây anh chị em nhìn nút sơn, sơn thì sơn zin 90%. Đấy, rất đẹp anh chị em nhé. Đây, bộ tem chạy dọc xe đây. Tay nắm cửa mạng chrome chống xước đây. Đấy, có vẻ che thoát mưa đây. Đấy. Đó, cái đèn hậu huyền thoại này. Đó. Đây là thuộc hội Fortuner Việt Nam anh chị em nhé. Xe đúng chất của người thích Fortuner luôn anh chị em ạ. Đây. Đấy. Đó. Xe vừa mới về luôn. Phải lên sóng ngay anh chị em, không mấy hôm nữa là mất tiêu. Đấy. Anh chị em nhé. Đấy. Nội thất này. Đấy, nội thất da màu be. Đấy. Rất là đẹp. Đó. Đấy. Đây, cái nội thất bên trong này. Đấy. À, chúng ta sẽ sang buồng lái một chút anh chị em nhé. Đấy. Đây chỉ còn cái xe đẹp như này mà. La răng đen sáng. Đấy. Đấy, chị em ạ. Đây anh chị em. Mặc dù là xe 2016 máy xăng nhưng mà vẫn là chiều cơ anh chị em nhé. Đấy. Anh chị em nào thích để nổ start top thì mình cũng có thể độ được anh chị em ạ. Đấy. Xe máy xăng trên Fortuner thì bao giờ cũng là số tự động anh chị em ạ. Đây anh chị em nhé, vạn này, số vạn này, hơn 5,6 thôi anh chị em ạ, có hơn 5,6. Xe thì hệ thống điều khiển điều hòa tự động anh chị em nhé. Đấy, đấy. Số tự động đây. Đó. Đã lên màn hình Android. Giải trí đa phương tiện. Chiếc xe vừa về lên sóng ngay. Đấy. Xe thì chưa có giá đâu anh chị em ạ. Em sẽ để giá dưới phần mô tả anh chị em nhé. Nói chung là xe cực đẹp như này thì mặc dù là giá sẽ hơi cao một chút, nhưng mà đến với showroom em thì anh chị em hoàn toàn không yên tâm. Đấy, anh chị em nào mà thích xe rẻ, ngoài kia đầy xe mà anh chị em. Đấy, ngoài kia đầy xe rẻ anh chị em nhé. Nhưng mà mình tham xe rẻ, nhưng mà mua con xe đấy về phát hiện ra là lỗi động cơ, rồi lỗi khung gầm, thứ ba nữa là đã bị thủy kích ngập nước. Đấy, thành ra là mình lại đau đầu anh chị em nhỉ. Đấy. Hóa ra là mua con xe giá rẻ thật, nhưng mà mình đi sửa tùm lum tùm la hết cả lên thành lỗ. Nên là anh chị em mà đã đi mua những chiếc xe đã qua sử dụng anh chị em ạ, một là mình nên thứ nhất là mình nên đem theo người quen biết, gọi là thợ cứng ấy. Đấy, biết xem xe anh em nhé. Thứ hai là nếu mà không có thợ đi theo cùng thì đấy, thì chúng ta mang xe hẳn hoi ra hãng check. Đấy. Mặc dù là có hơi mất thời gian một chút, nhưng mà được cái chúng ta an tâm. Đấy. Và khi đến showroom của bọn em thì bọn em xin đảm bảo quyền lợi cho anh chị em. Đấy. Anh chị em hoàn toàn có thể đem xe ra hãng check. Đấy. Có lỗi lầm gì về khung gầm, về động cơ cũng như về giấy tờ thì em xin biếu anh chị em
tiền đi lại cũng như là tặng xe luôn cho anh chị em. Đấy, bọn em xin cam kết những điều trên bằng văn bản có dấu đỏ anh chị em nhé. Đấy. Ok, anh chị em nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi xe thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0983322508, em sẽ để trên màn hình anh chị nhé. Đấy, muốn trải nghiệm xe thực tế thì cứ đến hẳn showroom. Khi đến showroom trải nghiệm xe, lái thử xe thì anh chị em mình hoàn toàn có cái nhìn khách quan về xe anh chị em ạ. Đấy. Mặc dù là qua nhìn qua ảnh rồi qua video này thì chúng ta đã sơ lược về xe rồi, nhưng mà để trải nghiệm xe thực tế thì chúng ta nên đến showroom anh chị em nhé. Đấy. Và về giá thì chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng được mà. Đấy. Ok anh chị em, thì cũng dân dịch năm mới Nhâm Dần, Tết Nhâm Dần 2022 sẽ chuẩn bị đến rồi. Thì em cũng xin kính chúc anh chị em dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng và có nhiều tài lộc. Năm tới ủng hộ cho em Hòa nhiều xe hơn nữa anh chị em nhé. Vâng, em Hòa xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình tiếp theo.